Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây siêu quý Tân Phú nha. Cái cây này là bonsai 1794 nha. 300k bao ship toàn quốc nha. Cây này là còn một cây cuối cùng cúng cùi nha. Đó, đi lại của nó đây nè. Thấy thấy cái này không? Cái chai trà xanh không? Đừng có nói với tôi là ông nào chưa biết uống trà xanh là gì nha, chưa thấy chai trà xanh nha. Nè cái bàn tay tôi nè, thấy chưa? Đó, cái gốc nè. Để về mà tưởng cái cây này bắp bắp đùi là chết luôn rồi nha, không có hoành tráng đâu à, nó đang chuẩn bị ra bông rồi nha quý vị. Đó, cây này tôi bán 300 là bán lỗ nha, còn anh nào ý kiến sao bán lỗ bán chi thì thôi hỏi miễn bàn nha, tôi bán vậy đó, có lời có lỗ mà vậy mới vui. Cây này phải bán là phải bán 350 luôn á nha, chứ bán không có bán 300 đâu à. Cái bầu làm gọn lại tí xíu nha, bảo đảm sao về nó cũng còn y như vậy, là cây không có mất sức gì cả nha. Tôi chỉ làm tí xíu gọn lại thôi chứ không phải để nguyên cục bự này đâu, cục bự này đóng vô thùng không bao giờ được, không có gàn dây được, vậy thôi đó. Mà nói trước nha, anh nào mà miền Bắc á thì đừng có mua cây này nha, cái loại này ra miền Bắc nó khó chịu lắm nha. Anh nào miền Bắc mà biết chơi thì mua, còn không thì đừng có mua. Đó, miền Trung đổ về miền Tây chơi được, còn miền Bắc á, thời tiết khắc nghiệt lắm, lạnh lẽo rồi bất chợt lắm, không có chơi cây này được. Ra ngoài xứ lạnh là nó rụng lá trơn à, từ đây mà chuyển về tới Bắc là nó đổ lá muốn hết phân nửa cây rồi đó nha quý vị. Đó, anh nào biết chăm sóc thì mua, còn không thì thôi đừng có mua nha quý vị. Còn cái da này là cái da nó da me đó, vậy cứ để vậy chơi nha, đừng có đi gỡ hết trơn chi nha, gỡ nó xấu lắm nha. Đó, giờ ví dụ nhìn vậy á, người ta biết chơi người ta thấy cái da vậy đẹp nha, nó như hoa hậu nha, mà gỡ ra thành thị nở tàn tạ nhung nhang gán chịu à, đừng có ý kiến cái còi với tôi mệt nha. Rồi 300 xuống luôn đi.